Hôm nay tôi xin hướng dẫn mọi người cách khoét hèm tay nắm tủ hoặc khoét hèm tay nắm ngăn kéo. Để làm được như thế này thì chúng ta sẽ cần đến hai công đoạn. Đầu tiên là chúng ta sẽ sử dụng đến mũi soi vuông. Mũi soi vuông này sẽ có kích thước lớn hơn với mũi khoét hèm, tùy thuộc vào kích thước lỗ khoét mà mọi người mong muốn. Tiếp theo là dùng vam kẹp chọn hai đầu phù hợp với độ dài lỗ khoét chúng ta cần. Sau đây chúng ta cùng nhau chọn máy. Tiếp theo là mũi khoét hèm. Để chạy được, chúng ta phải cần đến một chiếc dưỡng có lỗ khoét tương tự với lỗ khoét trên sản phẩm. Sau đó nồng dưỡng bằng với sản phẩm và vam lại. Cho mũi khoét hèm ăn sâu vừa đến chi tiết chỉ. Như bạn thấy thì để tạo ra một rãnh tay nắm tủ ngăn kéo khá đơn giản và giúp mang lại giá trị cao cho